Cáo phó cha cố Gioan Nguyễn Quang Huy. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Thánh Vịnh 62 câu 2. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo cha cố Gioan Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1950 tại Kiến Xương, Thái Bình. Đã trở về nhà cha sáng ngày 31 tháng 7, 2021 tại giáo họ Du Xe, hưởng thọ 71 tuổi. Thi hài cha được quàn tại giáo họ Du Xe, xứ Đồng Phú, Kinh 2B. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 15 giờ chiều Chủ nhật, ngày 1 tháng 8, 2021 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Phú, Kinh 2B. Xin quý cha trong giáo phận dâng ba thánh lễ cầu cho linh hồn cha cố Gioan. Xin anh chị em cầu nguyện cho cha cố Gioan mau về hưởng tôn nhan Chúa. Long Xuyên ngày 31 tháng 7, 2021, Tòa Giám mục kính báo. Tiểu sử linh mục Gioan Nguyễn Quang Huy. Cha cố Gioan Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1950 tại Kiến Xương, Thái Bình. Vào tiểu chủng viện Thánh Phụng năm 1961 thuộc giáo phận Long Xuyên. Vào đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn năm 1968. Được truyền chức linh mục ngày 15 tháng 6 năm 1975 tại Sài Gòn. Sau đó cha đã từng phục vụ Tân Bùi, Kinh 4A từ 1975 tới 1985, Thánh Tâm, Kinh 3A từ 1985 đến 1997, Đồng Phú, Kinh 2B từ 1997 đến 2008, Du Xe, Đồng Phú, Kinh 2B từ 2008 đến nay. Qua đời ngày 31 tháng 7, 2021, tại giáo họ Du Xe, Đồng Phú, Kinh 2B, lễ an táng ngày 1 tháng 8 năm 2021.